thiết. Người thứ hai cũng cho tay vào, rồi nó bốc ra một món, ăn hết món thứ hai. Trong này tổng cộng mỗi bên có 5 món dành cho 5 người. Bốc chúng món gì, ăn món đó. Và nhớ, ăn phải ăn cho hết. Và ăn và bước lên trên này, 4 người cùng ăn một bước. Ok, chúng mày nhớ nha, bốc chúng món nào là phải ăn hết món đó nha. Chúng mày các trọng tài không cho nhìn nha. Bốc chúng món nào ăn món đó. Chúng mày 3, 2, 1, bắt đầu. Bốc xong rồi đem lên cho mày lớn. Hai đứa ba yêu nhau là có kỷ niệm rồi, cho bánh bông có không thôi. Lại
đúng chưa? Tới tiếng muối chưa? Thôi được bút tiếp theo, càng to càng dễ ăn. Rồi, chuẩn bị cho tiếp tục. Món thú vị nhất vẫn chưa xuất hiện, anh chị hết sức bình tĩnh. À, cái món gì? Quay xuống khán giả, quay xuống khán giả anh đó. Anh đi. Đây, món quý quý nhất chưa xuất hiện, đứng từ từ thưởng thức. Hai người ăn đi, hai người ăn được món. Bây giờ cho hai người ăn một món nha. Hết rồi, ra sao nữa đây, có món tiếp theo. Bây giờ món gì đây? Không giờ. À, 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 đi ra, đi ra, à. Thank you.